Hành trình tương lai và Ngọc Trang kính chào quý vị đã đến với bản tin tối hôm nay thứ tư ngày 29 tháng 12. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút ý nghĩa với chương trình. Bản tin hôm nay có những nội dung nào đáng chú ý, mời quý vị cùng theo dõi. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho chúng tôi quý vị nhé. Trước tiên là phần điểm tin chính. Địa phương kiểm soát người vào địa bàn mỗi nơi một kiểu. 165 người đi cùng ca nhiễm Omicron chủ yếu ở Hà Nội. Hà Nội cho phép tổ chức lễ hội dịp Tết Nguyên đán trong bối cảnh dịch bệnh. Thành phố Hồ Chí Minh có phải học sinh sẽ đi học lại từ ngày 3 tháng 1. Cả ngàn hộ dân chung cư bị cúp nước do ban quản lý nợ tiền. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Báo VN Express thông tin, trong hướng dẫn thực hiện nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân, chỉ xét nghiệm với những người đến từ địa bàn có dịch cấp độ 4 hoặc vùng phong tỏa, các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ từ địa bàn có dịch cấp độ 3. Tuy nhiên, hiện nay, một số địa phương vẫn yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 hoặc test nhanh trước khi vào địa bàn. Điển hình tại Bắc Giang, Vĩnh Phúc yêu cầu người dân phải khai báo y tế có giấy xét nghiệm âm tính bằng phương pháp test nhanh còn hiệu lực trong 48 giờ hoặc PCR trong 72 giờ trước khi vào địa bàn. Còn tại Ninh Bình, tỉnh vẫn yêu cầu người từ Hà Nội và một số tỉnh có nguy cơ cao khi về địa bàn phải lấy mẫu test nhanh kháng nguyên hoặc PCR phù hợp các vùng dịch tễ. Bên cạnh đó, một số tỉnh như Quảng Ninh, Lào Cai, Cao Bằng vẫn siết chặt phòng dịch theo hướng yêu cầu cách ly tập trung, xét nghiệm định kỳ với người về từ vùng dịch cấp 3, cấp 4, tương ứng màu cam đỏ, áp dụng với cả người đã tiêm đủ liều vaccine. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, các địa bàn cần thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế chứ không thể mỗi nơi một kiểu. Việc xét nghiệm chỉ cần thiết với người có nguy cơ như tiếp xúc ca nhiễm có triệu chứng, còn yêu cầu giấy xét nghiệm khi đi lại gây tốn kém, bất tiện và không cần thiết. Theo Cục Y tế Dự phòng, có 165 người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron đầu tiên tại Việt Nam, trong đó chủ yếu là người ở Hà Nội và 3 địa phương khác. Bộ Y tế đã có công điện gửi các địa phương có người đi cùng chuyến bay để thực hiện quản lý theo quy định. Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho rằng, với các biện pháp quản lý người nhập cảnh nước ta đang áp dụng, ca nhiễm biến thể Omicron không có khả năng lây lan ra cộng đồng. Trước đó, ngày 19 tháng 12, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận bệnh nhân M là hành khách trên chuyến bay Bamboo Airways QH9028 từ Anh về Việt Nam. Khi về đến sân bay Nội Bài, hành khách có kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2 và được vận chuyển bằng xe chuyên dụng từ sân bay về khu cách ly tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bệnh nhân được cách ly tại phòng riêng, kết quả giải trình tự gen cho thấy bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron. Hiện bệnh nhân M có sức khỏe ổn định, chưa biểu hiện triệu chứng lâm sàng. Các bác sĩ nhận định đây là ca COVID-19 không triệu chứng và nguy cơ thấp. Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, Hà Nội đã có chỉ thị về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trong đó yêu cầu việc tổ chức các lễ hội đúng quy định, đảm bảo phòng dịch. Theo đó, Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan tổ chức cho người dân đón xuân mới vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với phương châm mọi người mọi nhà đều có Tết. Trong đó, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao phong phú, phù hợp với tập quán dân tộc, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của đông đảo nhân dân và khách du lịch, đồng thời đảm bảo các biện pháp phòng dịch. Bên cạnh đó, Sở Y tế được yêu cầu tiếp tục mở rộng xét nghiệm cho trường hợp nghi ngờ, xây dựng phương án chăm lo cho bệnh nhân buộc phải ở lại bệnh viện trong dịp Tết. Được biết, những ngày qua, dịch bệnh trên địa bàn thành phố đã diễn biến hết sức phức tạp. Hà Nội liên tục lập đỉnh với số ca mắc lên tới gần 2.000 F0 mỗi ngày. Riêng tối ngày 28 tháng 12, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn đã phát hiện thêm 1.920 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 449 ca cộng đồng. Mới đây, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất với chính quyền thành phố cho học sinh lớp 7, 8, 10, 11 đi học lại từ ngày 3 tháng 1. Riêng các khối lớp còn lại, Sở sẽ đề xuất trong thời gian tới tùy thuộc vào dịch bệnh. Cụ thể, hầu hết học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 ở Thành phố Hồ Chí Minh đều đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Vì vậy, tỷ lệ phụ huynh đồng thuận cho con em đến trường cao hơn các khối lớp khác và chỉ còn 3 khu vực là quận Nhất, Củ Chi, Thành phố Thủ Đức chưa đồng thuận phương án này. Trong khi đó, nhiều phụ huynh ở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nhu cầu đi học lại của học sinh hiện đang rất bức thiết vì các em đã phải ở nhà học trực tuyến gần 8 tháng. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng thời điểm này mà không cho trẻ em đến trường là rất thiệt thòi cho các em. Bởi học sinh không chỉ học kiến thức mà các em cần đến trường giao tiếp với thầy cô, bạn bè để phát triển cảm xúc và rèn luyện kỹ năng.
Báo Tuổi Trẻ thông tin, những ngày qua toàn bộ 1.000 hộ dân sinh sống tại chung cư Phú Thạnh, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh phải sống trong cảnh mất nước sinh hoạt, làm đảo lộn cuộc sống. Nhiều người phải đi mua nước lọc để sinh hoạt. Một cư dân cho biết, nước đã cúp 2 ngày nay, mọi việc sinh hoạt tắm rửa đều phải mua nước lọc để sử dụng tạm. Thời tiết nắng nóng lại trong thời gian dịch bệnh, nhưng người dân vẫn phải chạy đôn đáo đi kiếm nước. Chúng tôi liên hệ với ban quản lý chung cư thì được trả lời do một số hộ dân không đóng tiền nên cúp toàn bộ nước của chung cư. Vì quá bất bình nên người dân đã xuống văn phòng để làm việc nhưng không gặp được người trong ban quản lý. Khi chúng tôi liên hệ với phía công ty cấp nước thì phát hiện ban quản lý chung cư đã thu tiền nước của dân nhưng không chịu đóng. Theo đó, đại diện công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa cho biết, ban quản lý chung cư Phú Thạnh đã thiếu nợ tiền nước gần 1,5 tỷ đồng, nhiều kỳ từ năm 2019 đến giờ. Vị này nói, phía cấp nước Tân Hòa đã dùng mọi cách, mọi kiểu nhưng họ không hợp tác, ban quản lý cũ mới đun đẩy cho nhau. Trước khi cúp nước, công ty chúng tôi đã có thông báo, nhưng họ vẫn không có hành động. Tạm thời, theo yêu cầu của chính quyền địa phương, chúng tôi mở lại nước cho người dân sử dụng. Tiếp theo đây là tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Mỹ yêu cầu nhóm tác chiến tàu sân bay ở lại Địa Trung Hải để đối phó Nga. Phát hiện kháng thể có thể vô hiệu hóa Omicron. Anh, Pháp, Mỹ cùng lập kỷ lục số ca mắc mới COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Truyền thông quốc tế đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vừa yêu cầu nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman của Hải quân Mỹ ở lại Địa Trung Hải thay vì tới Trung Đông, trong bối cảnh Washington lo ngại trước các động thái quân sự của Nga gần biên giới Ukraine. Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết sự thay đổi lịch trình này phản ánh sự cần thiết phải duy trì sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Âu. Thêm vào đó, đây cũng là động thái nhằm trấn an các đồng minh và đối tác của Mỹ trong khu vực. Hiện Mỹ và các đồng minh phương Tây đang theo dõi sát sao việc Nga triển khai quân đến gần biên giới Ukraine với số lượng ước tính lên đến 100.000 binh sĩ. Được biết, Nga dự kiến sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán riêng biệt với các quan chức Mỹ và khối liên minh quân sự NATO vào đầu năm 2022 để thảo luận về yêu cầu NATO từ chối đơn xin gia nhập khối của Ukraine, cũng như việc Mỹ và đồng minh giảm sự hiện diện quân sự tại quốc gia này. Hãng AP đưa tin, các nhà khoa học quốc tế đã phát hiện kháng thể có thể vô hiệu hóa biến thể Omicron và các biến chủng khác của SARS-CoV-2. Được biết, kháng thể trên có tên là Sotrovimab. Theo thông tin ban đầu, kháng thể này nhằm mục tiêu vào các khu vực được bảo tồn trên protein gai của virus. Đây là khu vực không thay đổi cả khi virus đột biến. Bằng cách xác định mục tiêu của kháng thể trên protein gai, các nhà nghiên cứu có thể thiết kế phương pháp điều trị COVID-19 bằng kháng thể không chỉ hiệu quả đối với biến chủng Omicron mà còn với các biến chủng khác có thể xuất hiện trong tương lai. David Whistler, một chuyên gia tại Viện Y tế Howard Hughes, phó giáo sư hóa sinh tại Đại học Washington cho hay, phát hiện này cho chúng ta biết bằng cách tập trung vào các kháng thể nhằm mục tiêu vào những khu vực được bảo tồn trên protein gai, chúng ta có thể ngăn chặn được sự biến đổi liên tục của virus. Tờ The Guardian đưa tin, ba nước Anh, Pháp, Mỹ mới đây đã cùng lập kỷ lục số ca mắc mới COVID-19. Cụ thể, tại Pháp, chỉ trong ngày hôm qua 28 tháng 12, gần 180.000 ca mắc mới COVID-19 đã được ghi nhận. Con số được ghi nhận ở Anh là 130.000 ca. Tại Mỹ, kỷ lục số ca mắc mới được ghi nhận vào ngày 27 tháng 12 với hơn 441.000 ca mắc. Việc Pháp ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục được xem là mức tăng số ca mắc mới hàng ngày cao nhất ở châu Âu. Kỷ lục trước đó của Pháp là 104.611 ca được ghi nhận hôm 25 tháng 12. Dù số ca mắc mới tăng vọt, nhưng số bệnh nhân COVID-19 nhập viện ở Pháp vẫn thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục. Tại Anh, số ca mắc mới COVID-19 ngày 28 tháng 12 chạm mức kỷ lục. Tuy nhiên, một ngày trước đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố sẽ không áp đặt thêm các biện pháp hạn chế mới trước thềm năm mới, dù số ca bệnh đang tăng nhanh. Số ca mắc kỷ lục tại Mỹ vừa được ghi nhận cũng là mức tăng số ca mắc mới cao chưa từng thấy ở Mỹ, phá kỷ lục của ngày 8 tháng 1, 294.015 ca. Theo dữ liệu thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, số ca mắc mới COVID-19 trên toàn cầu đã tăng 11% trong tuần trước và số ca tử vong giảm 4%. Các quốc gia có số ca mắc mới cao nhất là Mỹ, Anh, Pháp và Ý. Những thông tin vừa rồi đã khép lại phần tin tức ngày hôm nay. Ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với phần nhân sinh cảm ngộ như thường lệ. Trong cõi hồng trần ồn ào vội vã, nếu một người không thể buông bỏ dục vọng và ham muốn thì sẽ rất khó để bảo trì một tâm thái tường hòa và thanh tĩnh.
Khi một người đặt nặng lợi ích cá nhân thì trong tâm họ tự nhiên sẽ trở nên thấp thỏm, lo âu và nóng nảy. Kỳ thực, con người đến với thế gian này một cách trần trụi và ra đi cũng trần trụi, có thể mang theo được điều gì đây? Sự phát triển của cuộc sống hiện đại đã mang tới cho con người sự tiện lợi, nhưng lại đồng thời mang đến những mệt mỏi, phiền toái lớn lao hơn. Con người hiện đại thật khó mà có thể an tĩnh, yên bình lại được dù chỉ trong chốc lát. Nếu ai đó có thể giữ cho nội tâm minh tỏ, không nghĩ một chút gì trong vòng vài chục phút đồng hồ, thì người ấy hẳn phải có một định lực phi phàm. Có câu thơ cổ viết rằng, hung khoát thiên sầu tựa tức lạp, tâm khinh vạn sự tựa hồng mao. Nếu một người có tấm lòng quảng đại rộng rãi thì mọi lo âu sẽ trở nên rất nhỏ bé. Còn nếu trong tâm một người có thể xem nhẹ thì vạn sự sẽ tựa như lông hồng. Nhưng rất nhiều người chúng ta đây khi đứng trước dục vọng thì tâm cảnh đều vô cùng yếu ớt và nhỏ bé. Thật khó để ngăn cản những cám dỗ của thế gian, kim tiền, quyền lực, tình cảm, thú vui. Chúng ta đã rất khó để tìm kiếm điểm dừng, mãi cứ mở rộng ra, cảm thấy như đã mê lạc lúc nào không biết. Cổ nhân sinh sống đơn giản, tình canh vũ độc, ngày nắng thì đi cày, ngày mưa thì đọc sách. Đơn giản hóa ra chính là phúc phận, bình thản mới là đạo lý thực sự. Vì thế người xưa làm việc và nghỉ ngơi thuận theo quy luật của tự nhiên. Bởi vậy lương tri của con người dễ dàng thăng hoa, dục vọng của con người dễ dàng được kiểm soát. Thế mới có được tâm cảnh thải cúc đông ly hạ, du nhiên kiến nam sơn. Hái cúc dưới bờ xào phía đông, nhàn nhã ngắm nhìn ngọn núi phương nam. Một người có ham muốn càng lớn thì áp lực càng nhiều, dục vọng càng mạnh thì càng dễ bị ràng buộc chặt hơn. Khi đã rơi vào vực thẳm dục vọng thì người ta sẽ không thể thoát ra được. Khi ấy, dục vọng sẽ ăn mòn ý chí, làm sa đọa lương tri và hậu quả là biến người ấy thành nô lệ của ham muốn. Con người tựa như một bình nước, đổ nước bẩn vào thì sẽ được gọi là bình nước bẩn, đổ nước sạch vào thì chính là bình nước sạch. Ham muốn một khi nhiều lên thì biết làm sao đây? Trong cuộc sống hiện thực, có rất nhiều người đã vì dục vọng mà thương thân, bại danh, đánh mất uy tín và nhân cách của bản thân mình. Khi tâm của một người chứa đầy lợi ích cá nhân thì người ấy không thể có một nhân cách tốt đẹp hay ý chí mạnh mẽ được. Có rất nhiều người nếm trải vị đắng của thế gian, cảm thấy vô cùng khổ não, bèn tìm kiếm sự giải thoát nơi chùa chiền, nơi thần Phật. Nhưng mà Phật gia có câu, Phật tại tâm trung, cầu Phật là phải cầu tự tâm, người khác thần Phật là không có cách nào cho được. Cũng giống như đám mây bay trên trời kia, người ta làm sao có thể bắt nó xuống để ở quanh mình được đây? Người trần cầu Phật là vì để Phật phù hộ, để cầu công danh, để cầu tiền bạc, để cầu bình an, để cầu sống lâu, cầu nhiều phúc, thậm chí là tìm chốn giải thoát cho ẩn ức tâm linh. Người chân chính tín Phật tu Phật, chân tâm cầu Phật thì hỏi có được mấy người? Người chân chính cầu Phật chính là lấy tâm mà hướng Phật, thường xuyên suy xét, nhìn lại bản thân theo đạo lý được truyền thừa lại. Thanh lọc tâm linh, buông bỏ đi những dục vọng này khác. Quá trình đó không có người nào làm thay được. Cũng chỉ có như vậy mới có thể cả ngày không phiền não ưu sầu. Khi một người không còn quá nhiều ham muốn, sống thanh đạm tiết kiệm thì người ấy sẽ tự nhiên có được những phẩm chất đạo đức cao đẹp. Khi một người không có quá nhiều dục vọng, người ấy sẽ có ý chí mạnh mẽ và trí tuệ để minh tỏ mọi điều. Tâm nhạt người tự vui, tâm nhẹ vạn sự tựa lông hồng. Nếu một người có thể hiểu và thực hành được đạo lý này thì mới có thể rời xa phiền não, sống cuộc đời tự do tự tại và an bình. Và thưa quý vị, người ta đến thế gian này là để trải nghiệm. Tài sản địa vị của mỗi một người dẫu cao hay thấp, nhưng cảm nhận về niềm vui và hạnh phúc lại không phân biệt cao thấp sang hèn. Đời người vốn dĩ không cần phải quá so đo, cũng không nằm ở toan tính. Niềm vui cũng không phải là một phép cộng, cứ cộng là sẽ được nhiều hơn, mà đôi khi ta cần biết sẻ chia. Và thật hạnh phúc khi hàng ngày được chia sẻ đến quý vị một phương pháp tu giữa đời thường, đơn giản thuận tiện, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Đó là luyện tập khí công theo nguyên lý chân, hiện, nhẫn. Đây không chỉ đơn giản là một môn rèn luyện sức khỏe thể chất mà còn giúp chúng ta có một nội tâm an hòa về mặt tinh thần. Qua việc đọc sách và tự luyện 5 bài công pháp hoàn toàn miễn phí, người tập đã được cải biến về sức khỏe, tâm tính cũng thay đổi, chân thành, thiện lương và nhẫn nại hơn trong mọi việc. Cho dù vẫn còn có những hiểu sai về môn tu luyện này, nhưng chúng tôi tin rằng những điều chân chính sẽ sớm được minh bạch và những ai được hưởng lợi ích từ pháp môn này sẽ lên tiếng bảo vệ cho lẽ phải và những người thiện lương. Nếu quan tâm, quý vị hãy dành thời gian tìm hiểu đường link đọc sách chuyển pháp luân và hướng dẫn luyện công chúng tôi có gắn trên màn hình. Biết đâu đây sẽ là điều quý vị cần để
có cuộc sống bình an và khỏe mạnh. Nếu yêu mến chúng tôi, hãy tham gia group và fanpage của Hành Trình Tương Lai trên Facebook để cùng chia sẻ những thông tin hữu ích đến với cộng đồng và theo dõi những phần nhân sinh cảm ngộ khác. Một lần nữa xin gửi đến quý vị thông điệp: chân thành, lương thiện, tín tâm vào thần Phật chính là chìa khóa giúp nhân loại an toàn vượt qua đại kiếp nạn, có thể bước vào kỷ nguyên mới đầy tốt đẹp. Nếu thấy video hay và có ý nghĩa, hãy like, đăng ký kênh, share video giúp chúng tôi lan tỏa những điều tốt đẹp đến với cộng đồng. Còn bây giờ, xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin sáng mai.